Hôm nay là ngày thứ 30 nhé. Máy ấp trứng mình mua trên mạng đã có tín hiệu nhé. Đây, một quả đã bắt đầu mổ mỏ nhé. Anh em chờ kết quả. Ngày ngày đúng ngày thứ 30 tròn 1 tháng. Mình vừa tăng thêm một bát nước để cho nó tạo thêm độ ẩm nhé. Trứng này đã được 31 ngày nhưng mà có khả năng là hơi thiếu rồi. Này, mình đã nhặt ra đây để cái bình này xịt cho nó tăng cái độ ẩm đây. Vỏ canxi nó mềm rồi. Chắc nó mới lở được. Trứng ngỗng vỏ nó dày. Mình làm mát cho trứng nhé. Trong đống này là có con đang kêu vít vít này. Đợi nó ráo ráo rồi mình lại cho vào. Chờ. Này, đang ngâm nước ống ấm để cứu em ngỗng này nhé. Do có khả năng là thiếu độ ẩm. Sát trứng với vỏ trứng ngỗng này nó cứng. Trong này đây này, em ngỗng nó bị sát vỏ nhá, mình đã cứu ra nhé, hơi nước cho nước ấm hơi ấm ấm mình bóc một vỏ ra nhé. Hôm nay ngày thứ được một ngày rồi, bắt đầu khỏe rồi nhé. Ở đây là nó ấp của mình vừa rút ra để khoảng 30 phút nhé. Con này cũng ngày thứ 32 nhé, mổ vỏ ha. Cái nhiệt độ hay là độ ẩm thiếu không biết mà nó không chưa đạt được ra khỏi. Đây nhá. Cái chỗ này khô. Chúng ta là trứng bị sát vỏ do có khả năng là thiếu độ ẩm. Đây là trứng ngỗng nhá. Là cái cứu con thứ hai. Ngâm nước hơi ấm. Chúng ta bóc vỏ ra để cứu nó nhé. Đây, trong này vẫn đang ấp nhé. Lần đầu tiên mua máy ấp về tự ấp trứng ngỗng nên là kỹ thuật nó vẫn còn hơi kém. Đây cứu được một con trong này. Đó, khỏe rồi. Đó, con này thì bị sát, hơi bị kinh luôn. Giờ đi lại mầm. Đó, chúng ta ngâm nước hơi ấm ấm nhá. Không cầm cái zip ra để bẻ. Đấy, bóp bóp mà bẻ bẻ ngược lại. Đừng có chú ý đừng có để nước nó vào cái mỏ là được. Trong này còn 18 quả nữa. Chuẩn bị lại. Do mình canh cái nhiệt độ không đúng. Có nghĩa là cái con ngỗng này ví dụ như 11, 12 giờ trưa là nó ngừng ngớp nó đi kiếm ăn. Lúc đấy mình phải rút cái máy này ra để khoảng 1 tiếng. Hai nữa là từ 25 ngày giờ đi là ta phải tăng thêm độ ẩm, cột xương cho nó. Ngày một hai lần, trứng nó không bị sát, vỏ canxi nó mềm thì nó mới đạt được. Rồi xem móc được chưa? Vỏ trứng ngỗng này nó cực kỳ cứng, bẻ mạnh ấy không sao đâu, nó có hai lớp mà. Cứ bẻ cả cái đấy đi cũng được, nó không còn mạch máu nữa rồi thì không sao đâu. Có khả năng là nó do thiếu độ ẩm đây. 3-4 ngày cuối thì chúng ta là dùng cái bình này này phun xương cho nó. Và cái vỏ trứng một ngày một hai lần để cho nó tăng thêm cái độ ẩm. Nhanh này, mấy quả này sắp mở màu vỏ. Đấy. Đấy. Sắp thành công rồi đấy, lột luôn cả cái màng ra là được.
để cái nó không chui ra được giờ. Lần sau sẽ cắn là kinh nghiệm sẽ ác hơn. Bây giờ chúng ta là ba canh ba bốn ngày cuối nên chúng ta phải phun xương cho nó để cho cái vỏ trứng nó mềm ra. Đây là mấy quả sắp nở.